Rồi nè nghe, 500g nè nghe. Đó. Ơi, thiếu một gem nè. Thiếu một gem nè. Lố rồi đó, lố rồi đó. Lố rồi đó. Rồi đó, ok đó. Vàng đúng là vàng luôn. 300g mà còn cái gì nữa? Có đúng không? Tại mày ngồi xéo. Sảnh không thấy. Đây nè, đây nè. Cái gì á? Không phải, tại mày ngồi xéo. Nó đúng không? 500g. Đúng rồi, 500g thấy rõ rồi. Rồi đó, đồng đều chưa? Không có đồng đều mẹ. Rồi cái gì nữa không cố? Ly đâu nhỏ, gì mày sao đều với mày được? Chứ giờ sao? Mẹ cũng năm, nó cũng 500g. Đúng không? 500g mà cái ly của mày hết 200g mà ly tao có 150g. Thôi mày 50, đáng lẽ mày gót vô cho đúng 550g. Trời ơi trời, uống mà mấy cha ngộ quá thì ly nào cũng là cái ly thôi chứ. Không mấy đỡ ly. Thôi cái miệng của mày quắc á, mày đúng nhỡ ly với người ta. Thì đây nè, 550g đúng không? 550. Đó vậy miếng được. Miếng nữa, chút xíu nữa. Hai gem nữa. Chút nữa. Miếng ở đây. Rồi. Xuống đoàn rồi tới ông này nè. Mày lấy lên đây. Cái ly đâu có chút xíu thì tao không có chịu đâu á. Trời ơi. 480g. Đó. 480g. Cái ly đâu có chút xíu gì nè mà hai thằng bay nó bằng. Hai thằng bay thấy là xỉn hay quen gian hả? Cái ly này tao còn nhỏ hơn nè. Đó. Đó. Má, cha uống mà không đồng đều vậy chứ. Rồi giờ ăn sao bây giờ bụng mấy cha nói đi. Anh chạy đếm, ảnh ra cái đưa mình ly nhỏ, anh lấy cái ly bự đặng gỡ đem về căng cho đặng anh căng. Đó. Thì bây giờ đổi ly. Chứ uống mà bia bọt cũng tiền bọng này kia, nấu nhiều đó lợi thôi. Đó không, uống nhiều là anh có nhiều mình, anh có chung ác gì đó. Trời. Là nãy giờ lấy là cái vụ nhiều ít đó hả? Chứ sao mình đi ra đây không nhiều ít được đem ra tao tưởng là nãy giờ đứa uống nhiều ít này kia trơn gian, còn này han nhiều tao có cho nhiều nè nó. Tao không có thích dư, giờ tao thích đúng mà uống đúng rồi. Anh em mình uống là ăn đồng chia đủ à. Rồi nè bây giờ nè, cái này uống 400g rồi nè, cái này đây nè, rồi liên đấu nè, ăn đồng chia đủ à, chứ tao không thích hơn nè. Đó liên đấu nè, thêm miếng nữa nè. Đó má, mấy mày 500g tao 550g rồi đó, vậy đó rồi giờ chưa. Còn cũng cũng học 500g là hơn mình nữa. Mấy cha uống mà mấy cha sao mệt quá mấy cha ơi. Giờ vậy, giờ sao? Chứ bây giờ anh em uống chung sòng nhậu với nhau thì uống ăn đồng chi đủ xỉn xỉn hết. Về ngủ uống thì giờ cái nó uống nhiều hơn mình. Đó. Rồi bây giờ uống mình uống nó sao được. Vô. Mà tao không uống mà ly chi không đều, tao không uống mà. Trời ơi trời. Đúng rồi quay. Mô mốt lấy ly thì lấy một cỡ một hơi à. Lấy đầu hai ba thứ này, một thứ hai thứ ba thứ tôi không chịu. Trời ơi uống thì uống đỡ mẹ nó trái đi rồi mai mốt mua ly khác. Thôi uống vậy rồi không đều hoặc người ít kẻ nhiều. Còn cái mô mốt cái xanh ra tùm lum chuyện cái mệt lắm. Trời ơi trời, gọi giờ mấy ông sao đó mẹ nó trái một đi. Không tôi, uống thì không chịu đó. Giờ không ai uống hết trơn đúng không? Ừ. Không chịu rồi không uống thôi, hắt cỏ luôn đi, nghỉ đi, nghỉ uống đi. Dẹp nghỉ uống luôn, nghỉ uống luôn một cái căn của người ta, người ta căn đồ cũng chạy đem ra đây nữa. Đó. Quỷ vương quỷ sứ gì không à. Giờ bụng mày giờ. Má, đã có vậy thôi còn ra làng nữa. Mày nghỉ chưa? Má muốn uống quần quàng ra đi.